Văn phòng Chủ tịch nước vừa được công bố các luật được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 7. Đáng chú ý, trong đó có 3 bộ luật tác động trực tiếp tới thị trường bất động sản bao gồm Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, quy định theo hướng cho phép các luật được sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 thay vì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Việc sớm đưa các luật vào cuộc sống nhằm khắc phục tồn tại hạn chế, nhất là trong công tác định giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng thời tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thúc đẩy phát triển lành mạnh thị trường bất động sản.